hãy luôn theo đuổi giấc mơ của bạn bằng cách tắt báo thức và ngủ tiếp. Sau đây là những mẹo đời thường sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ đấy. Nếu vòi sen của bạn nhiều cặn bẩn, hãy bọc đồng vòi sen vào túi nước đựng giấm trắng rồi để qua đêm. Giấm sẽ làm bong các mảng bám cứng đầu nhất. Lau đồ thủy tinh bằng vải khô sẽ trong và bóng hơn là dùng khăn ướt. Trước khi vắt chanh hoặc cam, hãy dùng tay lăn mạnh chúng lên mặt bàn để làm mềm lớp vỏ ngoài. Cách này sẽ giúp bạn vắt được nhiều nước hơn. Hãy subscribe kênh để biết thêm nhiều mẹo hữu ích hơn nhé.